một phút nữa chương trình họp báo ca sĩ Giang Hồng Ngọc sẽ được bắt đầu. Chúng tôi xin mời chị em nghệ sĩ, đại diện cơ quan báo chí truyền thông và gia đình tại đài Thông Tấn, chúng ta sẽ cùng ổn định chỗ ngồi của mình để chương trình có thể bắt đầu ngay bây giờ. Xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các bạn quý vị khách quý. Bây giờ em bắt đầu rồi. Xong hỏi xin lại.